Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mới lên đại tướng Phan Văn Giang cho em nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Quân đội nhân dân Việt Nam đang mục nát, tình trạng hành quyết quân nhân mới ngày một phổ biến hơn. Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay chẳng khác nào một ổ tội phạm, trong đó hiện tượng giang hồ nổi lên ngay trong nội bộ của quân đội. Và quân nhân Trần Đức Đô đã bị giết khi tham gia vào quân đội. Cái chết của quân nhân trẻ cho thấy anh ta bị đánh chết chứ không phải tự tử hay đột quỵ gì cả. Trần Đức Đô là một cá nhân nhỏ bé và gia đình ông ta cũng rất nhỏ bé trước quyền lực của cả bộ máy quân đội. Trước sự phẫn nộ của xã hội, quân đội cũng vào cuộc. Tuy nhiên, việc làm của họ chỉ làm chiếu lệ cho hạ nhiệt dư luận xã hội mà thôi. Chứ về bản chất, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bao che cho cái sai của bộ máy này. Không ngoài dự đoán, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô được cơ quan điều tra quân đội xác định không có dấu hiệu tội phạm trong cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, nguyên nhân tử vong là tự trèo cổ. Thông tin trên được ông Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết vào chiều 12 tháng 7 vừa qua, nhà chức trách không khởi tố vụ án để điều tra. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang được lên hàm đại tướng. Ông Thìn giải thích rằng các vết bầm tím là do cơ thể của Đô cọ sát vào vật thể không bằng phẳng trong lúc cắt dây để đưa xuống cấp cứu. Một số vết bầm dưới vòm xương ngực được kết luận là do kết cấu và sắc tố già. Đây được cho là lời giải thích mang tính khiên cưỡng. Cơ quan điều tra của quân đội đang cố tình giải thích những vết thương trên người nạn nhân theo kịch bản đã được họ vẽ ra. Thực tế là trong quân đội, mỗi người lính mới nhập ngũ phải chịu sự trừng phạt dã man của tên trùm trong doanh trại quân đội. Thủ tục này trước đây chỉ tồn tại trong trại giam, nay nó tồn tại ngay trong lòng quân đội nhân dân Việt Nam. Và cái chết oan uổng đã bị ém chìm xuồng như thế nào? Không chỉ vụ án Trần Đức Đô mà nhiều vụ án trước đây đều bị ém chìm xuồng hết. Ở chế độ này luôn tồn tại một quy tắc bất thành văn, đó là chính quyền luôn luôn đúng. Chính quyền dù gây tội ác đến đâu thì cũng được cơ quan điều tra và báo chí diễn giải theo hướng có lợi cho chính quyền. Về trường hợp quân nhân Trần Đức Đô, chính quyền lý giải là cơ quan điều tra của quân đội đã xác minh rằng trước khi chết, Đô không đánh nhau, xô sát với đồng đội, không chịu sức ép từ đơn vị và các yếu tố khách quan khác. Anh cũng không hề nợ nần ai và trong người cũng không có chất kích thích. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn bị nghi ngờ là người bao che cho những sai phạm của thành phần đại ca trong quân đội nhân dân Việt Nam. Theo tiết lộ của một số người giấu tên đã từng đi lính trong những năm gần đây, thì hầu hết những đại ca có quyền sinh, quyền sát, có khả năng điều động hàng chục đàn em đánh lính mới để dạy cho nó một bài học. Đều là những sĩ quan, mà đặc biệt là những sĩ quan có mối quan hệ khủng với những thủ trưởng các cơ quan có quyền lực ở phía trên. Đây là hình ảnh vụ án Trần Đức Đô bị xử lý sơ sài. Để bổ sung cho có vẻ thuyết phục, ông Đại tá Thìn nói tiếp. Nhiều lời khai của nhân chứng đã được thu thập, nhà chức trách cũng điều tra theo phương pháp loại trừ, nên còn một nguyên nhân về thần kinh và tâm lý thì không có cơ sở để xác minh nữa. Quá trình khám nghiệm, nhà chức trách nói phát hiện trong ba lô của Đô có 3 lá thư viết cho gia đình nhưng chưa được gửi. Các lá thư Đô đều kể về nỗi nhớ nhà, cuộc sống sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội. Vào sáng ngày 25 tháng 6, Đô tâm sự với đồng đội rằng có sở thích đi làm, về sẽ đóng cửa, tắt điện ở trong nhà và hỏi đã bao giờ nghĩ đến tự tử chưa, ông Thìn cho hay. Nhà chức trách cũng cho biết để khách quan sẽ cho phép luật sư và gia đình tiếp cận toàn bộ hồ sơ, xác minh vụ án này. Họ có thể được ghi chép và tiếp cận các nhân chứng, đồng đội của Đô để làm rõ. Chiều ngày 12 tháng 7, bố của Đô cho biết không bao giờ tin con trai mình lại đi tự tử cả. Ông mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của Đô. Đô viết đơn xung phong và lên đường nhập ngũ vào ngày 16 tháng 1. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, giữa tháng 5, Đô được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường quân sự quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tham gia huấn luyện đào tạo tiểu đội trưởng. Và trước tình thế đó thì Đảng đang làm gì? Mà cụ thể là ông tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm gì trước tình hình dư luận đang bức xúc như vậy? Để chống lại dư luận và sự hợp thức hóa những kịch bản bao giờ, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
cho Ban Tuyên giáo vào cuộc. Tại Việt Nam, Tuyên giáo nắm mọi tờ báo, nên việc đưa tin gì và đưa tin như thế nào cũng đều được kiểm soát rất kỹ. Hiện nay, ngay trưởng Ban Tuyên giáo là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, từng là Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vụ Trần Đức Đô là vụ án quan trọng, Trung ương Đảng phải có chỉ đạo bảo vệ bộ máy chính quyền. Được biết, vào ngày 26 tháng 6, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo báo chí đưa tin Quân khu 1 cho biết vào ngày 26 tháng 6, Đô cùng đồng đội ra thao trường học khóa huấn luyện trong 10 ngày. Tới khoảng 14 giờ vào ngày 28 tháng 6, Đô ở bộ phận mang nước ra thao trường. Khi đang chuẩn bị vào huấn luyện, Đô kêu đau bụng xin đi ra ngoài đi vệ sinh. Khoảng 20 phút không thấy Đô quay lại, đội trưởng cử một chính trị viên đại đội cùng hai chiến sĩ đi tìm. Đô được phát hiện trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 mét. Đô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng lúc 10 giờ 30 cùng ngày, tại bệnh viện thông báo anh ta đã tử vong. Đô vốn là quân nhân tốt nên được chọn đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng và mới về trường quân sự, quân khu được hơn một tuần. Đơn vị này cho hay Đô không có mâu thuẫn gì với đồng đội, biểu hiện tâm lý cũng bình thường. Đây là hình ảnh đám tang Trần Đức Đô. Gia đình Đô không đồng tình với những kết luận về nguyên nhân ban đầu của nhà chức trách. Bộ Quốc phòng sau đó đã tổ chức điều tra nguyên nhân của sự việc. Và chắc chắn một cuộc điều tra từ phía gia đình của quân nhân Trần Đức Đô sẽ không bao giờ tìm thấy công lý cho con trai của họ nữa. Vì sao như vậy? Vì muốn tìm công lý thì phải đối đầu với cả Bộ Quốc phòng, nên không thể nào gia đình nạn nhân chống lại nổi. Và hiện nay chỉ có nhờ mạng xã hội mà người dân mới có thông tin là Trần Đức Đô bị oan mà thôi. Hệ thống báo chí hiện nay cũng đang ngả về phía Bộ Quốc phòng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã tiên liệu được điều gì mà từ mấy tháng trước ông ta lại bổ nhiệm ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, dư luận cũng cho rằng ông sĩ quan tuyên huấn lại làm công tác điều tra. Đây là dấu hiệu gian trá. Ông Đại tá Nguyễn Xuân Thìn là người làm trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông này lại là người kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê ở xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là do ngạt, do treo cổ. Đây là hình ảnh ông Đại tá Nguyễn Xuân Thìn. Quân đội có cơ quan pháp y, tuy nhiên tính độc lập của cơ quan này là một dấu hỏi to tướng. Gây ra tội ác cũng là quân đội, mà điều tra cũng là quân đội, thì làm sao có tính độc lập tin cậy cho được. Ông trưởng phòng tuyên huấn của quân khu 1 cho biết như sau. Quá trình trưng cầu pháp y, điều tra, thu thập lời khai nhân chứng, phục dựng hiện trường, sự việc đều có sự tham gia, chứng kiến của đại diện gia đình, quân nhân Đô và hai luật sư mà người nhà nam quân nhân đã mời. Ông Phan Văn Giang là tân bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 12 tháng 7, ông Giang cũng đã được phong hàm đại tướng. Nhiều người kỳ vọng ông Phan Văn Giang sẽ công minh, sẽ vì một quân đội trong sạch hơn là người tiền nhiệm ông Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Phan Văn Giang là một tướng chỉ biết bao che cho sự thối nát trong quân đội và chiều lòng ông Tổng Bí thư của Đảng. Việc cho một ông sĩ quan tuyên huấn đảm nhiệm công tác điều tra cái chết của Trần Đức Đô thì rõ ràng ông Giang đã quá xem thường gia đình nạn nhân và xem thường cả xã hội cũng như đất nước này. Thời của ông Phan Văn Giang hứa hẹn quân đội sẽ ngày càng thối nát hơn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 với bản tin mới lên đại tướng Phan Văn Giang đã cho ém nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.